cái thế trận bây giờ á là mình đang nói chuyện trên trời nhưng mà nó đang xảy ra dưới đất, trời dưới đất là giống nhau. Có cái bài này hồi xưa đó là một gì rất là lớn, cái bài này là chắc nó sẽ ứng vào mùa xuân này. Hồng tàn giữa mùa xuân, hồng đã hiểu không, máu Việt Đông là hồng, hồng quân rồi Việt Nam mình cũng xài màu hồng, cái gì cũng hồng hết. Cho nên mấy vị Bồ Tát á mới dùng cái chữ hồng là nói chung là bò đỏ, ở ngoài chữ bò đỏ thì là Phật tu với chân từ mình mỗi ngày mình không phải xuyên tạc hay chính trị, cha kêu bò đỏ biết cũng quen. Thì hồng là vậy, khăn hồng, khăn hoàng đồng cổ cũng là hồng quá. Hồng tàn giữa mùa xuân, nghĩa là cái mùa xuân này nè, hoa hồng nó sẽ tàn, tàn rồi nó héo rồi nó rụng. Mà bà này cái gì kêu thì phải đọc, lúc trước đọc rồi, bây giờ là lúc này hoa hồng sẽ rụng á. Hồng tàn giữa mùa xuân, mọi vật đều xanh tươi, khắp nơi vang rền chú ngõ. Cái lúc đó Việt Nam thay đổi rồi không, ai cũng vui ra gian rồi. Nên nhắc à, Trung Cộng nó nổi dậy kiểu này, 24 tỉnh nổi dậy, Việt Nam là nó bển cũng đang rung á, tại vì nó ảnh hưởng chung. Bên kia nổi loạn thì Việt Nam sẽ bắt chước nổi loạn theo á. Mình không dám kêu, ê mọi người đứng lên cầm củi rượt, không phải. Nước mình nó nổi loạn nổi kiểu khác. Mọi vật đều xanh tươi, khắp nơi vang rền chuông ngõ. Cha con ôm mừng trước ngõ, Nam Bắc trở lại xung vầy. Cái hiện giờ á, người Nam người Bắc còn hiềm khích lẫn nhau nhiều quá, sau này sẽ thuận hết. Thủ đô nước Việt sẽ là trở vô Nam lại là Sài Gòn, không phải Hà Nội. Rồi với ai giờ muốn vào á là mai mình mai cái lá cờ màu vàng ha, còn cái mình mai ba miếng màu đỏ mà đừng có gắn vô, để riêng. Cũng giống như bạch thư vậy, tổ này là già giải vàng, quân giải vàng. Này chú bảy đã nói mấy hàng nữa rồi. Cái cha con ôm mừng chiếc ngõ, Nam Bắc trở lại xung vầy, Việt Nam hạnh phúc từ đây. Hiện giờ Việt Nam á, người ta đang trông ngóng Việt Kiều mình á, 6 triệu trên miền. Thì quý vị đã đặt cho chúng ta ở hải ngoại là có mục đích là để giúp cho nước Việt ngay cái thời điểm này nè. 6 triệu trên miền phải gửi tiền về cho bà con chứ bả ai đâu gửi, chẳng lẽ bác chính bác trọng gửi à. Thì mình phải gửi thì lá lành đùm lá te tưa, thì lá rách lùm đùm lá te tưa. Ở đây mình có nghiệp mình cũng có, tệ nhất cũng vài ngàn đúng không, bèo mình cũng sống được. Ví dụ mình đang uống hồng anh mình hết tiền thì mình ở xe phòng đâu có chết, nhưng mà Việt Nam không có tiền là chết thiệt á. Khắp nơi vang rền chú ngõ, cha con ôm mừng trước ngõ. Đó là cái mong ước của bà trăm triệu dân bên Việt Nam á, đang mong mình về để ôm mừng trước ngõ. Việt Nam hạnh phúc từ đây, Minh Dương trở về dựng nước, anh hùng ra về lần lượt, tức là những nhân tài ra về lần lượt, dựng lại cơ đồ phục hồi trần nghiệp, dựng nước bình an bờ cõi gian sang an cư lạc nghiệp. Nghĩa là trong này quý vị tại